Auto Cycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình lại tiếp tục công việc trên chiếc xe Future 110. Thì chiếc xe này mình đã làm hai cái video clip rồi. Cái video clip thứ nhất á, là mình nói về cái việc là mình giải thích cái chuyện là mắc ba cái tụ để tăng lửa mà cộng đồng mạng đang xôn xao và người ta làm và có người nhắn tin hỏi cho mình đó là cái gì. Sau khi mình giải thích tất cả những cái vấn đề đó, mình có đăng một cái video trên TikTok thì anh em vẫn không hiểu, vẫn cho là lắp như vậy thì sẽ sai gấp đến lửa sớm này nọ vân vân ABCD, rất là nhiều comment. Thì buộc lòng mình phải làm một cái video clip thứ nhất là mình khẳng định cái chuyện là lắp cái tụ đó nó không bị sai gốc đánh lửa, và lắp cái tụ đó nó cũng chẳng có cái tác dụng gì gọi là hiệu quả cho sức mạnh của một cái động cơ hết á. Nó chỉ giúp là đốt sạch cái buri, cho buri không bị đen thôi. Ở trường hợp là dư xăng mà chỉnh bình xăng không được, hoặc là trường hợp lửa bị yếu, bị non lửa, thì làm như vậy để giúp đốt triệt để cái nhiên liệu dư thừa bên trong buồng đốt thôi, chứ nó không có giúp sinh ra công hay là làm cho xe mạnh hơn. Thì cái đường link video đó mình đang để đây, các bạn nhấn vô thì các bạn sẽ coi được cái video đó rồi. Và sau đó khi mình đăng cái video á, thì có một số anh em lại nói là mình đo như vậy nó không chính xác, cho rằng khi mắc cái tụ vô mà đo tại cái dây phin thì nó vẫn không thể hiện được cái việc là gốc lửa có bị trễ hay bị sớm hay không, vân vân. Thì kêu là mình phải đo tại cái nơi mà tiếp điểm với cái buri á. Thì mình đã nối cái dây phin ra, và xong rồi mình cho dây phin nó dài một đoạn và mình mắc cái tụ ở giữa, và mình sẽ đo ở cái đoạn dây phin nối thêm. Thì mình có làm một cái video thứ hai, mình đang để cái đường link video thứ hai ở đây, anh em có thể bấm vô ha. Rồi khi làm video thứ hai thì mình có nói là cái động cơ này là nó bị cái trường hợp là nó bị chảy nhớt, và cái bình xăng của nó có vấn đề. Cho mượn cái bình xăng, cái bình xăng con thì mấy đứa em sẵn đang rảnh á, thì mình cho mấy đứa em nó tháo ra, nó vệ sinh luôn cái bình xăng con, nó thay mấy cái sim cao su. Đây cái bình xăng con hồi bữa mấy bạn thấy nó chảy lem nhem đó, thì mở ra vệ sinh, xúc rửa, vệ sinh hết, thay mấy cái sim cao su rồi, đang quá trình ráp vô. Rồi tiếp tục cho anh mượn cái đầu. Rồi sau đó thử thì thấy là cái xúc bắp xả nó bị xì, thử xăng thấy nó xì, thì mình cũng tháo ra mình sấy lại hai cái xúc bắp này luôn, cạo khói buồng đốt luôn. Đó, vệ sinh rửa sạch sẽ. Rồi giờ mình thay miếng ron, cho anh mượn miếng ron. Thì xe này vẫn xài ron zin, là ron thép ha các bạn. Ron zin, ron thép. Đó, ron zin đây. Rồi thì mình sẽ gắn lại. Thì ngày hôm nay mình làm video này là mượn cái động cơ này để mình làm cái tiêu đề. Mình nói về cái việc là tại sao Honda có thể tính được cái chuyện là bích tông lên tới code 4 không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là bích tông này nè, zin nó sẽ thay được code 1, code 2, code 3, code 4. Mỗi code như vậy thì cái đường kính của bích tông nó sẽ chênh lệch là 0.25mm, và tới code 4 là nó sẽ chênh lệch 1 ly. Ví dụ như bích tông này zin là 50 ly thì tới code số 4 nó sẽ là 51 ly. Thì mình sẽ giải thích bằng cái công thức để anh em mình hiểu là cái đó nó sẽ bị ảnh hưởng tỷ số nén gì đó vân vân vân. Thì mình video này là video tiếp tục của cái video mình nói cái việc là làm máy lại mà chạy không ngon bằng lúc chưa làm máy. Có nghĩa là chúng ta cần phải làm cái gì, và chúng ta nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Thì giờ mình sẽ giải thích một xíu cái lý thuyết. Thì trong thời gian đó mấy đứa em nó sẽ cạo khói ở đây sạch sẽ, nó rửa sạch cái máy này và nó ráp lại cái máy này cho hoàn chỉnh, thay phốt, vệ sinh hết, rửa hết cái máy này gắn lại. Mình sẽ nói lý thuyết và mình sẽ quay trở lại cái động cơ này nha. Anh em biết không, mỗi khi mà muốn làm một cái video clip về kỹ thuật mà nó hơi đi sâu một chút so với nghề thợ máy á, thì mình lúc nào cũng vậy đó, mình sẽ soạn bài, mình sẽ viết ra giấy, mình đo kiểm, mình kiểm tra tất cả những thông tin, tất cả những con số và tất cả những cái kiến thức mà mình muốn đưa đến anh em, nhằm mục đích là mình không có muốn là anh em bị sai lầm khi mà làm cái vấn đề đó. Cho nên cái việc ảnh hưởng khi mà coi một cái kênh YouTube á, để mà học kiến thức về nghề sửa xe cho thợ á, nếu mà nó đúng á thì nó sẽ tốt cho khách hàng, nhưng mà nếu nó sai thì sẽ để lại cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên mình rất ngại cái chuyện đó. Thành thử ra á, video clip mình làm là chủ yếu là dành cho thợ, những anh em mới vô nghề hoặc những anh em lâu năm mà chưa có nắm một cái phần nào đó của cái lĩnh vực kỹ thuật, thì mình sẽ chia sẻ rất là triệt để. Còn ngoài ra các bạn đi xe thì các bạn chỉ cần coi để mà biết thêm, hiểu thêm, để mà biết bảo dưỡng cái xe mình cho tốt thôi. Thì qua mỗi cái video á, là luôn luôn đúc kết những cái bài học về kiến thức
Nếu anh em chịu khó xem video, các bạn ghi chép lại thì nó sẽ là một cái hành trang sau này cho các bạn để mà vững cái nghề hơn. Còn ngoài ra thì góc độ của mình á, mình nói là cái công việc nào nó cũng sai sót, kể cả mình làm nó cũng sẽ phải thiếu sót thôi, chứ không thể nào đầy đủ được hết á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng gọi là giảm cái việc sai sót nó nhỏ nhất. Thành ra trong một cái video đi, có thể nó có cả 100 cái vấn đề đúng nhưng mà anh em sẽ không thấy, chỉ cần sai một cái nhỏ thôi là các bạn sẽ thấy liền ngay lập tức. Giống như có một cái câu chuyện mình hay nghe kể đó, có một ông thầy giáo, ông lên bảng ông viết cái 1 + 1 rồi ông viết hết 4 bài công thức toán đúng hết, thế bài thứ năm cuối cùng ông ghi là 1 + 3 = 5, cái là ai cũng ồ lên nói sai. Mọi người chỉ thấy cái sai thôi chứ mọi người rất ít khi mà thấy cái đúng. Thành ra nếu mà mình không nghĩ cái hướng tích cực lạc quan thì có lẽ là mình sẽ không bao giờ tiếp tục được cái chặng đường và cái công việc này hết anh em. Như vậy nè các bạn, tất cả những cái gì mình làm á, thì trước khi làm mình đều phải thử, mình phải đo kiểm, mình coi trên tài liệu thông số để mình lấy dẫn chứng. Thì cái xe future này á, các bạn muốn lấy cái thông số của nó thì cũng dễ thôi. Các bạn lên Google á, các bạn đánh cái cụm từ là thông số của Honda Future 110 thì nó sẽ cho ra một số thông số cơ bản như chiều dài cơ sở, rồi chiều cao, đời xe, model, số khung, số máy, đường kính bích tông, hành trình dên, tỷ số nén, rồi công suất cực đại với lại là mô men xoắn cực đại. Thì đây mình ghi hết rồi. Thì giờ mình đúng ra là mình vừa làm mình vừa ghi á, nhưng mà ghi thì sợ nó sẽ có sai sót rồi mất công nữa. Thông tin nó sai mà lỡ anh em coi không hết video, hoặc các bạn có nhiều bạn coi tốc độ nhanh hay là tua nhanh đó, bỏ qua cái đoạn đó thì lại là mất công, là nói mình nói sai. Cho nên thôi giờ mình ghi ra hết cho nó rõ ràng. Thì chiếc Future 110 mình sạc thông tin á, là đường kính của trái bích tông á, là 50 ly, hành trình dên có nghĩa là cái khoảng chạy của bích tông á, khi lên tới tử điểm thượng TDC và tử điểm hạ BDC á, là được 55.5 mm. Rồi thể tích, công thức mà tính thể tích á, tính thể tích là cái hiệu là V ha, mình có làm nhiều video rồi. Thì trên màn hình đây mình để một trong mấy cái video mà mình đang làm đó, là cái đó là mình có nói rất là rõ về cái hành trình dên với lại tính thể tích. Anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo trong cái đường link này mình đang để đây. Rồi thì thể tích sẽ tính bằng D chia 2. D đây là đường kính, có nghĩa là chúng ta lấy thước kẹp, chúng ta kẹp cái chiều ngang của cái trái bích tông này, trái bích tông này lấy ra ngoài ha. Mình kẹp cái chiều ngang của trái bích tông từ bên này qua này là D. D chia 2 là bán kính, là một nửa từ tâm này ra ngoài cạnh là bán kính. Bán kính nhân cho bán kính này sẽ bình phương. D chia 2 bán kính bình phương là lấy nó nhân cho chính nó, có nghĩa là ví dụ như đường kính ở đây 50 chia 2 ra còn 25, 25 nhân với 25 ha. Rồi nhân H là hành trình dên là 55.5, rồi nhân cho 3.14 là số bi thì chúng ta sẽ được là 108.92 cc. Thì mình làm tròn ra, thiệt ra nó dài lắm, 92 mấy đó, nhưng mà mình làm tròn 92 thôi là 108.9, thì tính là 109 cc, là người ta để trên thông số kỹ thuật là 109 phân khối. Tỷ số nén là 9.0.1, có hiểu vậy nè. Cái này dễ hiểu lắm, các bạn cứ nghĩ là bạn có một cái khối thể tích khi nó hút vô buồng đốt á, là được 9 cc, và sau đó nó nén chặt lại còn lại 1 cc, có nghĩa là 9 phần nén còn 1 phần là dễ hiểu nhất ha. Thì ví dụ như bây giờ tổng cái thể tích đó là bao nhiêu, chia cho cái cuối cùng thì nó sẽ ra con số là 9/1, là nó luôn, cũng là nó luôn. Công suất tối đa hay còn gọi là cái mã lực á, là đạt được 4.86 kW tại 7.500 vòng. Thì cái 4.86 kW này mình sẽ quy chiếu ra bằng mã lực, bằng HP, thì tương đương là 1 HP sẽ là 0.75. Thật ra nó là 0.7456, mình làm tròn số là 0.75. Thì có nhiều bạn nói là làm tròn số nó ra sai số, thì mình biết, mình thừa biết chuyện đó, nhưng ở đây mình nói để cho anh em dễ hiểu thì mình làm tròn để anh em dễ tính thôi. Chứ còn mình đang muốn nói là kể cả những anh em học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì cũng phải hiểu hết á. Còn nói như mấy bạn làm tròn ra sai số, chuyện đó cỡ trình độ của mình thì mình phải biết chuyện đó là đương nhiên anh em ha. Rồi thì cái thằng 1 HP này là bằng 0.75 kW, mình sẽ đổi ra, mình sẽ lấy cái 486 này nè, 486 kW này, mình sẽ chia cho 0.75 này thì sẽ được 6.5 HP, có nghĩa là 6 ngựa rưỡi đó. Chiếc xe này mạnh bằng 6 con ngựa rưỡi. Cái mô men xoắn cực đại có nghĩa là cái ngẫu lực, cái lực xoắn của nó đó, hay còn gọi là cái tọt á, là cái này là liên quan tới cái đề ba. Cái con số này càng lớn hoặc là đạt số này nhưng mà ở vòng tua càng thấp
thì cái xe đó sẽ càng mạnh. Còn cái HP này càng lớn là cái xe đó càng nhanh ha. Cái công suất tối đa càng lớn xe càng nhanh, còn moment xoắn càng lớn thì xe càng mạnh ha. Thì nó đạt được là 6,84 Nm ở tại 5.000 vòng. Đó là những con số mà mình ghi được ha. Rồi, thì ở đây mình muốn nói trong video clip này là tại sao Honda họ lại là cho chúng ta sấy được cái lồng lên code 1, code 2, code 3, code 4 hay còn gọi là 4 đời trái bê tông thôi. Thì mỗi đời mình ghi đây, code 1 nè, code 2 nè, code 1 là 50,25, mỗi code nó trên lệch 0,25mm, code 2 là 50,5 ly, code 3 là 50,75 ly và code 4 là 51 ly. Đó là bê tông lớn, bê tông code 4 trên Honda nó là 51 ly. Thì như vậy, mình vẽ cái hình cho anh em dễ hiểu nè. Bất cứ trái bê tông nào á, khi các bạn gắn vô á, gắn vô, các bạn nhìn bằng mắt thì các bạn nghĩ có vẻ là trái bê tông nó đang bằng với cái mặt lòng. Bê tông nó đang ngang với mặt lòng. Nhưng trên thực tế nếu các bạn lấy cái thước á, các bạn đo á, thước đo lỗ các bạn đo á, ở đây lấy cái thước đo lỗ ra cho. Thì các bạn đo cái cạnh này nè, nó sẽ hụt mặt lòng khi chúng ta gắn thực tế và chúng ta siết chặt rồi đó, có ron chân lòng rồi đó. Thì đảm bảo với mấy bạn là trái bê tông này luôn luôn cái cạnh mặt này nè là nó sẽ bị thấp hơn mặt lòng. Và thông số cho phép ở trên này nè, trên cùng cái thước đo lỗ. Cái thước đo lỗ. Thì thông số cho phép á, cách mặt lòng mà theo các động cơ mà mình nghiên cứu á, thiệt ra mình nói với anh em nè, mình làm nào nhiều người bạn mình nói với mình lắm. Thì tại sao nhà sản xuất họ sản xuất ra vậy rồi, thôi em thợ sửa xe em làm y vậy đi, em làm theo nhà sản xuất là hay lắm rồi. Làm theo các thông số kỹ thuật này nè, trong sách vậy nè, cứ bám theo vậy làm là tốt rồi, theo các thông số kỹ thuật này là xong rồi. Tại sao em phải ngồi em tính toán này nọ chi mất thời gian, thiệt ra họ không hiểu mình. Mình đã mất cho cái nghề này 19 năm rồi, mình theo đuổi như cái đam mê của mình rồi. Thì cái mình muốn là mình muốn phải hiểu tại sao kỹ sư họ làm như vậy, họ làm mục đích gì. Còn nếu không cần làm thì họ bỏ đi chứ tốn chi phí nghiên cứu nó làm gì, đúng không? Mình hiểu cái đó để làm chi. Khi mình hiểu cái đó thì mình mới làm những cái động cơ độ chế, mình mới làm cái này cái nọ, nó mới theo ý của mình và nó đảm bảo nó bền. Đó, đây là một trong những cái dạng thước đo lỗ nè, không? Thì ví dụ như giờ chúng ta để trên cái mặt phẳng, cái mặt phẳng là hai cái cạnh này, đúng không? Hai cạnh này chúng ta để trên mặt phẳng ngang qua dày. Và khi này thì mình sẽ cho cái cạnh này nè, cho cái cạnh này, cái cạnh này nè, nó chạy xuống nó đụng trái bê tông. Đó. Đó, giờ là hút rồi nè, hút rồi đó, mình để kẹp chặt cố định rồi, đụng rồi nè, thì mình sẽ biết là nó cách mặt lòng nè. Là ý ví dụ vậy, nó đang cách mặt lòng như đây nè các bạn, ví dụ vậy. Thì zin cái bê tông nào khi chúng ta bỏ ron vô, chúng ta canh nạt gôm, chúng ta siết cái lòng không á, là chắc chắn chiếc bê tông nó phải cách mặt lòng, không thể nào chiếc bê tông nó đụng mặt lòng. Các bạn biết sao không? Đó là yếu tố an toàn. Nếu như các bạn chạy thời gian mà đụng nó đóng mũi than xung quanh cái kiềng này nè các bạn, thì nó sẽ dỗ vô tấm ron hoặc là dỗ vô cái đầu nó bị róc. Cho nên người ta lúc nào cũng trừ hao cho nó một cái khoảng. Thì thường thường con số mà mình được biết á, nó khoảng từ độ là ít nhất là cũng phải là 0.2mm, còn thông thường là nó khoảng 0.5mm các bạn. Nó luôn luôn cách mặt lòng. Và ngoài ra thì cái đường kính trái bê tông này nè, nó không bằng đường kính cái lòng. Ví dụ như cái lòng của mình là 50 ly, đúng không? Bê tông mình đo là 50 ly đi. Thì cái lòng của mình sấy lòng là nó phải là 50,25 ly. Nó luôn luôn bự hơn, nó bự hơn xíu. Bởi vậy các bạn mới bỏ chứ bê tông nó chạy qua được cái lòng. Còn nếu như mà hai cái nó bằng nhau thì chúng ta đúc nó đâu có chạy qua đâu các bạn. Hai cái bằng nhau sao chạy qua, đúng không? Phải có cái nhỏ cái lớn thì nó mới chạy lên chạy xuống được. Cho nên trái bê tông phải nhỏ cái lòng. Vì vậy lúc nào các bạn mở ra, các bạn lấy bê tông ra, các bạn nhìn nè, từ cái rãnh bạc thứ nhất, rãnh bạc thứ nhất đi trở lên là các bạn luôn luôn thấy cái dấu đen nó bám bụi than, các bạn thấy không? Vậy nếu như các bạn cứ tính á, là trái bê tông này bằng mặt lòng thì có phải là nó dến bụi than vô nó đóng róc kịch không? Hai cái điều các bạn phải lưu ý. Thứ nhất, trái bê tông không bằng cái lòng. Và cái thứ hai, trái bê tông không bao giờ trồi lên bằng mặt lòng về lý thuyết. Và thực tế nó là vậy đó. Các bạn để ý đi, cái xe nào mở ra các bạn thấy có một cái lằn đen trên cái lòng á, là trên thực tế là cái đồ mà để ma sát với cái lòng á là bộ bạc. Còn trái bê tông chỉ là cái con thoi dẫn hướng thôi, nó dẫn hướng bộ bạc đi thôi. Còn kính hay không là do bộ bạc quyết định. Vậy thì có phải là ngay cái lằn đen này là lá bạc thứ nhất không? Cạnh của lá bạc thứ nhất không? Và từ đây trở lên là có khí đốt về đây không? Đó, thì một lát nữa mình sẽ nói tới cái phần đo bullet. Đó là vậy. Thì ở đây mình có chú thích trong cái hình này nè. Cái đoạn này, trái bê tông mình đẩy lên, mình không có cho nó bằng cái cạnh lòng. Không cho bằng cạnh lòng. Nó luôn luôn cách một cái khoảng, cái đó mình chú thích nó là cách mặt lòng, ở đây mình vẽ cho nó lớn lên ha. Và trái bê tông với cái lòng á, mình cũng cho nó có cái khoảng hở, đâu bao giờ nó bằng đâu, bằng thì làm sao nó trượt được đó, khoảng hở bên hông ha. Thì lúc này nè,
cái phần mà trong công thức á, mình giải thích cái cạnh lòng này sẽ cộng với lại độ dày của miếng ron culat. Thường thường thì miếng ron culat nếu ron thiết trên cái động cơ cũ á, động cơ phu chờ thì nó là ron thiết nó dày khoảng 0.25mm. Còn nếu mà miếng ron giấy trên cái xe rim quay đời cũ á, thì nó khoảng nửa ly. Các bạn ha, nửa ly. À, và bít tông á, thường thường chúng ta thấy trên xe này là bít tông đầu bằng. Nhưng trên thực tế vậy nè, có đời bằng và có đời bít tông nó hơi lõm nhẹ. À, có đời bít tông nó hơi giỏng nhẹ vô. À, những cái xe cũ á, thì bít tông nó bằng luôn, còn xe mới thì nó lõm nhẹ. Ha. À, còn những bít tông đầu độ thì nó sẽ độ lên trái đầu lòi. Ở đây mình có vẽ cái đầu lòi, đây hình như có vậy. Mình có làm cái bài Buret nè, bít tông đầu lòi. Mình cũng có hướng dẫn bài này, thì có dịp thì mình cũng sẽ làm. À, đầu lòi nãy cái lòng cho anh em coi, đầu lòi. Ở đây mình diễn tả nó là đầu bằng ha. À, bạc 1, bạc 2 và bạc nhớt. Thì cái khoảng mà, ở đây cái khoảng mà bơm nước vô hay gọi là Buret á, là nó bao gồm khi mình nhấn với bít tông xuống, thì cái khoảng bao gồm là từ cạnh lá bạc 1 đi lên luôn vào khoảng hở bít tông đó, nước có xuống mà, thì mình cũng phải tính luôn. À, đây mình có vẽ đây, bạc 1, bạc 2 và bạc nhớt, anh em thấy rõ ha, thắt bít tông. À, cái phần chảo đầu á thì nó sẽ tính luôn là chảo đầu cộng với cái phần răng bu ri á khi chúng ta bơm nước á, rồi cái phần chảo mặt xúc bắp. À, mặt xúc bắp thì cây xúc bắp nó đâu có tròn vo các bạn, cây xúc bắp nó cũng con nè ha. Có nhiều cây xúc bắp thì ở đây nó có cái đường ngang nữa, nhiều cây xúc bắp ở đây nó có rãnh ngang nữa, thì nước cũng bơm vô đây á. Đó là phần phần mặt xúc bắp. Rồi cái hình thù lòi lõm của trái bít tông thì nó sẽ ra cái thể tích buồng đốt thực, có nghĩa là nó sẽ đủ các yếu tố này. Thì cái yếu tố này các bạn không thể nào tính bằng hình học được, tại vì nó cộng giữa cái hình chữ nhật của cái cạnh xúc bắp nè, rồi hình lõm hình chảo nè, rồi hình lòi của trái bít tông nè, rồi hình móc những con mắt này nè. À, nó nhiều hình quá sao cộng, cho nên đơn giản nhất thì dùng Buret, có nghĩa là dùng chất lỏng mình đổ vô là mình để tính được cái này ha. À, thì mình đã có mấy video, thì trong này mình đang để đường link một cái video mà mình đo Buret á, cho anh em coi để anh em biết nó là gì, chứ nhiều bạn không coi video đó đâm ngang video này không hiểu mình nói cái gì. Rồi, à, đây là bốn trái cố bích tông, thì bây giờ mình sẽ nhập công thức cho anh em và nó ra những con số này thì tại sao nó là an toàn nè. Ở đây mình ra nè, đường kính bích tông là 50. Thì dĩ nhiên miếng ron culat nó phải bự hơn cái trái bít tông. Thì ở đây mình cho 51 ly ha, chứ không thể nào nó bằng trái bít tông được. Chiều dày của tấm ron thì ron này bằng thiết là 0.25, hành trình dên là 55.5. Chiều dày của miếng ron chân lòng thì mình cho là ron giấy nó khoảng 0.25. À, thể tích chảo đo bằng Buret. Ví dụ mình để trái bít tông vô mình đẩy lên hết, mình bơm vô được 12.6, nhưng mà thực tế mình không có làm trên phu chờ, mà mình làm ngược lại, có nghĩa là mình biết là cái tỷ số nén của cái phu chờ hồi nãy á, ở đây là 9.1, thì mình mới bắt đầu mình lấy cái này nè, mình lấy số 10, cái mình lấy số 11, mình lấy số 12, cái mình tính từ từ trong cái công thức á, thì cuối cùng mình nhập cái nó ra 12.6 thì nó ra là 9.1, cho nên mình biết là cái chảo này nó là 12.6. Rồi, ở đây mình nhập cho anh em coi nè. Cho các bạn coi ha. Đây. Bạn nào biết tiếng Anh thì chúng ta dễ hơn, còn dịch ra tiếng Việt thì nó hơi tào lao xí đế một xíu, nhưng mà cũng được, cũng chơi được thôi. À, mình nhập đây, hàng thứ nhất nè, nó nói là nhập cái kiểu chỉ định lỗ ron nét vẽ này nọ, không nó dịch tào lao lắm, nhưng mà mình biết là một là in, hai là mm. Mình nhập vô đây số 2. Điện thoại này không phải của tôi cho nên nó bấm khó quá. Rồi số 2. Rồi mình nhập 2. Ở đây á, là cái cột đầu tiên là lỗ khoang xi lanh, có nghĩa là cái lỗ của lòng xi lanh á. À, bấm đi. Bấm vô ngay màn hình á. Không, em để dưới em nhìn cho dễ. Ê, đừng đụng. Đụng chân máy. Không, em nhìn màn hình nó dễ hơn. Đây này, anh làm được. Bỏ đi. Anh nhập cho. Cái này tại không phải điện thoại của mình, xài không quen. Lỗ khoang này là 50 ly. Rồi. À, hành trình dên này là 55 năm, nhớ là dấu chấm chứ không phải dấu phẩy nha các bạn, cái phần mềm này nó không có xài dấu phẩy, mà nhầm dấu phẩy là sai. Đường kính lỗ ron đầu ron culat là 51. Đó, 51. Độ dày của cái miếng ron đầu là 0.025. À, thể tích buồng đốt nãy mình nói rồi ha, mình tính đại đó, mình nhập đại đó. Thiệt ra ban đầu mình không có biết là 12.6 đâu, mình cũng ngồi mình nghiên cứu, mình làm từ từ nó ra 12.6. Rồi bích tông á, bích tông volume dum á,
có nghĩa là cái bê tông mình cho bằng mặt lòng thì bơm nước vô với thể lễ thích lý thuyết này nọ, mình có cái bài nói về cái đó rồi, cái đơm rồi. Còn nếu anh em nào chưa hiểu thì cứ comment bên dưới, bữa sau mình sẽ làm luôn về cái bài này cho các bạn hiểu. Mình làm riêng cái bài về cái này, mình cũng có soạn bài, mình ngồi mình soạn hết à. Trước khi mình làm đó thì mình sẽ làm cái này cho. Đó thì cái này mình cho bằng không ha. Và độ rồi, dày miếng ron chân lòng là 0.25. Đó, sau khi mình nhập hết mình cho nó tính. Thì khi nó tính ra được cái tỷ số nén cuối cùng các bạn nhìn ở đây nè. 9.01.1 phải không? Có nghĩa là 9.1. Đó, thì đó là trái bê tông zin. Bây giờ á, khi mà mình mỗi lần thay đổi á, thì mình sẽ thay đổi đây nè, bê tông nè, mình sẽ thay nó lên cốt 1 đúng không? .25. Rồi ở dưới mình bằng. Bằng thì nó sẽ ra là 9.08 ha, 9.08. Rồi lần lượt nè, mình có ghi đây rồi nè. Cốt 1 nè, 9.08 mấy, mình làm tròn 9.09 nè các bạn thấy không? Và mình thay thế lần lượt là qua cốt 2 là 9.16, qua cốt 3 là 9.25 và cốt 4 là 9.32.1 ha. Thì trên thực tế vậy nè các bạn. Khi mà chế bê tông này mỗi lần á nó lên 0.25 á, lên 0.25 á là cái khoảng nước này nè, bơm vô nó còn lớn lên nữa. Nó còn lớn lên một chút, có nghĩa là nó có sai lệch một chút, nhưng mà cái đó nó không đáng kể, thì con số 0.25 đó đối với này thế vô nó không đáng kể nhưng vẫn có. Nhưng mà cuối cùng mình tính á thì maximum là 9.32 mà 9 á 5% của nó là 0.45. Mà hôm nay nó lên có 9.32 là nó chưa đến 5% sai số. Vậy là trong kỹ thuật nó cho phép các bạn và có tứ nó an toàn. Cho dù trên lệch cỡ nào thì nó sẽ không vượt qua 5% ha. Cũng xin nói thêm tí ở chỗ này. Thì ở đây con số 12.6 này là tự mình thế vô công thức thôi nha. Chứ trên thực tế á, là thực tế có thể là cái chảo của cái xe 110 này bữa nào rảnh đi mình đo. Thì mình nghĩ nó khoảng chừng 11. Và cái bích tông á, bích tông nó sẽ là bị giỏng vậy nè. Thì khi mà đo buret á, cái thể tích buret và cái thể tích thực á, sẽ ra là khoảng -1.6. Theo mình suy đoán thôi. Hoặc là cái chảo này là 10.5 thì thằng này phải là 2.1cc đó. Thì hai con số này khi đưa vô thực tế thì nó cũng ra con số 12.6 các bạn. Thì các bạn nào nghiên cứu chuyên sâu thì sẽ hiểu cái con số này. Còn các bạn nào chưa hiểu thì mình sẽ làm cái video clip sau về cái này. Mình giải thích thêm đó, cái phần bích tông volume dump này nè. Bích tông volume dump này ha. Thì mình sẽ giải thích thêm trong đó. Và ngoài ra mình hình như nãy mình nói đó, thì đường kính này nó tăng lên thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái phần chảo này 0.25, có làm ảnh hưởng. Nhưng mà tổng thể tích khi mà bích tông lùi về thì nó cũng được tăng lên mà các bạn, đúng không? Và khi nén lại thì nó cũng được tăng lên, thì hai cái đó nó sẽ sắp xỉ bằng cho nhau ha. Cho nên là cái chuyện mà nó có tăng lên chút thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Mình nhập vô thì mình thấy bốn cái cốt bích tông nó là như vậy. Mình có nghiên cứu ở đây, mình ghi hết cho anh em. Thì các bạn nếu các bạn rảnh, các bạn tìm hiểu thêm lên mạng, coi thông tin lên Google, các bạn cũng có thể làm giống mình vậy đó, nghiên cứu thì ra nói chung là nó cũng rất là thú vị ha. Thì tất cả những cái kiến thức mình có thì đều mình học trong sách, rồi mình cũng nghiên cứu, mình mày mò, mình học. Thì hy vọng là các bạn đam mê thì các bạn cứ việc học thôi. Rồi thì video clip này mình chỉ giải thích là có nhiều bạn hỏi mình tại sao bích tông Honda nó chỉ tới cốt 4 mà phải 5, 6, 7, 8 gì đó. Thì chưa kể một cái chuyện là cái lồng đó sấy tới cốt 4 á, thì nó đã làm cho cái chân lồng này nó mỏng. Và khi chân lồng mỏng thì cái độ ổn định của cái chân lồng này nó không có. Cho nên họ chỉ xài an toàn, họ chỉ xài tới số 4 thôi các bạn. Họ xài số 4 thôi, lên số 5 nữa thì nó mỏng. Nhưng mà trên thực tế thì vẫn có nhiều anh em ăn gian, họ sấy lên bích tông 52 ly bình thường, lấy cái lồng đó sấy lên 52 là cốt 8 luôn á các bạn. Cốt 8 luôn đó. Nhưng mà các bạn khi làm các bạn phải biết là cái việc tăng cái bích tông lên á thì cái tổng thể tích nó sẽ tăng lên đáng kể. Tại vì khi nó kéo theo một cái hành trình H này nè, là một khối lớn, nhưng nó nén lại thì cái phần nó nhỏ. Cho nên là càng tăng lên cái đường kính bích tông thì nó sẽ làm cho cái tỷ số nén này càng lớn. Mà tỷ số nén càng lớn có nghĩa là cái máy nó sẽ càng róc. Các bạn phải biết điều đó. Thì đối với xe xăng cơ á, giới hạn khi mà độ họ chỉ cho là khoảng tỷ số nén khoảng 11 chấm đổ lại thôi, 11.1 đổ lại thôi, thường thường là 10 chấm mấy. Còn xe FI mà cái lồng có nước á, cái lồng giải nhiệt bằng nước á, thì họ mới cho lên con số là khoảng 12 năm. Và thậm chí là ở những xe đua thì họ nghiên cứu, họ chế đường nước, họ làm này nọ. Nhiều cái xe tới tỷ số nén 14-15 luôn các bạn. Nén rất là cao ha. Cái nén rất là cao. Thì cái này là nén này á, mình đang nói là nén cơ khí, nén tĩnh thôi. Còn nếu như mà các bạn nói tới nén động năng thì nó sẽ khác nữa. Cái nén tĩnh này dễ à, nó chỉ là những con số thực tế, cơ khí thực tế à. Còn cái nén động năng á, dựa vào cam, xúc bắp nó di chuyển cái đối lưu không khí bên trong á, thì nó sẽ sâu xa hơn.
ha, thì tạm thời là giờ mình làm ở đây thôi để cho những bạn đam mê về động cơ nắm để hiểu. Thì giờ mấy đứa em mới đã sấy xúc bắp mà. Mấy miếng ron này miếng nào còn xài được thì giữ lại xài. Mình cũng không có quan trọng là mấy zin chưa bung rồi đó anh em. Tới giờ này mà đi mua xe mà 20 năm mấy zin chưa bung rồi cuối cùng về bung ra để sửa thì cũng không làm gì hết trơn á. Cho nên chuyện bung hay không bung á, miễn sao là cái đồ zin nó còn thì chúng ta có thể phục hồi lại gần như là khoảng trên 90%. Nếu chúng ta làm đúng kỹ thuật là trên 90% là nó sẽ hoàn chỉnh nha các bạn. À, từ lực siết cho tới tất cả kiểm rồi ron rồi các bạn phải làm đúng hết thì nó sẽ đạt khoảng 90% so với zin. Chứ mình không dám nói 100%, tại vì đồ nó có sự hao mòn rồi. Nó các bạn làm đúng thì nó gần như là được 90% đó. À, còn nếu bạn nào khéo tay hơn thì có thể hơn con số đó nữa. Đó thì mình mở ra cái này mình không có dùng thuốc rửa, mình chỉ chủ yếu rửa bằng xăng dầu thôi cho nó sạch. Chứ còn nếu mà xài thuốc rửa thì rửa là nó trắng tinh luôn á, các bạn nhìn không ra luôn á. Đó, bình xăng thì cũng rửa sơ sơ thôi, tại vì do đang trong điều kiện dịch á, mình không có nhiều cái dụng cụ với lại nhiều cái đồ để làm thì tạm thời là thay xin phốt rồi cho nó hoàn thiện. Ở đây cái lọc xăng này lọc xăng zin nè, nhưng mà nó bị rách cái phần này rồi. Chứ đúng ra là ở đây bát sườn nó có cái phần bát để gài cái lọc xăng vô đây nè các bạn. Đó, nó gài cái lọc xăng này nằm ở đây nè. Hay không? Nó xe zin nó rất là hay ha. Nó có nhiều cái hay lắm, chúng ta quan sát nó có nhiều cái hay lắm. Rồi. Con IC này là đúng ra nó nằm trên kia kìa. Nhưng mà do sửa chữa mình rút đây để cho nó đừng có bị tháo á, để phần sau này banh ra nó dễ tháo cho nên mình dời cái IC vô đây á các bạn. Rồi. À, thì Ford này ngày hôm qua là anh em mình thấy nó bị xì nè, mình mở ra mình rửa sạch cái chỗ này, mình rửa sạch và mình thay Ford. Thì mình khuyên các bạn vậy nè, xe các bạn đi á, ở nhà các bạn đi á, các bạn thấy không, vệ sinh cái cốt sạch bách luôn nè. Thì các bạn cũng chịu khó đi, lâu lâu nếu mà xe nào có nắp chụp đuôi cá hoặc cạc tê sên các bạn tháo ra, chùi rửa sên rồi vệ sinh cái chỗ này. Thì đúng ra là mình phải rửa luôn cái cọng sên này nè, mình rửa luôn cái cọng sên này rồi mình vệ sinh sên luôn, cạo cái cạc tê luôn. Nhưng mà do ở đây là mình không có cái máy xịt áp lực, mình không có máy rửa, thành ra là tạm thời mình rửa cái máy thôi. Chứ còn đúng ra là mình rửa luôn nhông sinh dĩa luôn các bạn ha. Đó thì lâu lâu chúng ta đi, nhất là mùa dịch này, sên bọng rồi nó để lâu nó không chạy nó xét, mình rửa sạch lại hết. Chứ bắt đầu mình vô cái chai dưỡng sên á, cái chai dưỡng sên là bản chất của nó là giống như là nó có pha cái mỡ bò loãng á, mỡ bò nó bị nén thành hơi á, thì khi chúng ta xịt ra xong cái nó ngưng tụ lại cái nó thành mỡ bò đó. À, để nó chèn vô mấy cái rulo này cho cọng sên nó êm. Thì các bạn rửa sạch cái các bạn vô lại chai dưỡng sên. Còn nếu bạn nào kỹ hơn mình chỉ cho các bạn một cái mẹo. Đối với những xe mà mình kỹ, tại vì xưa mình có làm mấy cái xe cổ á, là mấy bạn rửa sạch cọng sên ha, ngâm xăng cho nó ra hết dầu nhớt cho nó thiệt sạch. Các bạn bắt đầu nếu mà xe mà bạn chơi á thì các bạn muốn êm, nhất là mấy cái sên vàng á, các bạn bỏ nó vô một cái nồi bỏ, xong các bạn mua mỡ bò ký á, là các bạn đổ vô, các bạn nấu mỡ bò cho nó loãng, là bật bếp lên. Thì khi cái mỡ bò nó nóng lên nó sẽ thành dạng loãng, nó sẽ chui vô mấy cái rulo này. Rồi các bạn vớt cọng sên ra, các bạn lao lại cái là cọng sên nó xài là êm ru luôn á. Có nghĩa là mình làm cho mỡ bò loãng nên nó chui vô mấy cái khe này, nó chèn trong rulo, là cái đó là cái chiêu để mà xài những cái cọng sên trần á, sên ẹt á. Các bạn bảo dưỡng mà sên mắc tiền á. Mà cái loại sên này là không có phốt nha, còn sên phốt các bạn không làm gì được đâu. Rồi thì chia sẻ một số cái kinh nghiệm để mà bảo dưỡng cái xe này, cũng như là mình nói về cái việc là cái lên cốt bích tông trên xe Honda trong cái video clip trước mà mình có nói đó, nó không ảnh hưởng đó, mình dẫn chứng bằng con số để các bạn dễ hình dung. Đó thì tạm thời là video clip này mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu anh em cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào, hẹn gặp các bạn video tiếp theo nha. Rồi các bạn nhìn nè, cái gầm máy nè, rửa sạch sẽ hết các bạn thấy không? Rửa trắng sạch sẽ hết rồi ha. Rồi giờ mình kết thúc video nha anh em. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.